Hái gần Tết mà đi mua thôi, giá quá cao luôn. Quá đẹp. Hết á. 2020 màu xám. Quay em luôn nè, lấy giá luôn nè. Ủa em cho anh hỏi cái là 130 á, là cái đó là giấy ở thành phố đúng không? Còn ở tỉnh thì sao? Và vì mấy con khác á, thì sẽ là có việc tỷ giá riêng, nhưng mà đối với dòng ép thấp dòng nóng này á, thì nó bằng giá luôn. Nãy anh mới hỏi bên phát tiếng rồi nó nói là lẻ mấy triệu luôn đó. Mà chương trình nó khác hả? Có nghĩa là tất cả màu là giống giá nhau hết. Vâng, bởi vì mỗi cửa hàng mỗi đại lý sẽ là một chủ riêng, mỗi chủ có chính sách. Anh hiểu rồi. Vậy là bù lại là cái giá của chương trình khuyến mãi mình khác hả? Đúng rồi, chương trình khuyến mãi của em cũng khác với sao chương trình bên đó. Anh là vừa mới mua là 2018 rồi ở đây. À, ở đây. Cái chuyện có các bạn đó thì giá giống giá tiền nó cũng hơn chủ rồi. Bây giờ là dòng không có nhiều khi có chuyện không có nhiều khi 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 không có nhiều. Có nghĩa là quy ra tiền mà mấy cái mà giảm giá, ví dụ như ở tỉnh giảm 4-5 triệu. Cái đấy không có quy về. Cái đấy mà việc cái đấy là khoản nặng thể hiện. Sau nào cũng vậy luôn. Đúng rồi. Bây giờ hiện tại em chỉ có một đó, nó còn cái vụ đó nữa. Cái dầu nó hiếm lắm, 150 em phải mua nào mấy cái đó. Em còn có màu xám không ạ? C đó à. Đây là 150 EAD. Này có mạng mọc em muốn màu gì? Mạng mọc. Mạng mọc muốn màu gì? Mọc của anh nói một chơi luôn. Mọc chủ yếu là màu xanh, màu xám là nhiều. Mọc của anh chỉ đỏ nha, mọc nè. Mọc màu xanh thôi, màu xanh thôi. Ủa bà mẹ, con này không có màu xanh. Mà sao đi chỗ nào cũng chưng màu xám á? Hồi qua anh kia cũng chưng màu xám, đây cũng chưng màu xám. Không, em không có màu xám. Đầu quá ghê đấy. Màu đỏ, đúng rồi, vừa rồi mua màu đỏ đi nè, 18. Mua chồng. Màu đỏ không thì nó mua vợ anh, mạng quả màu đỏ. Cái này nó khoái quá thì kêu ra đây mua luôn. Có nghĩa là có bản số với tờ đi đường đúng không? Ninh Sơn, Ninh Sơn, Ninh Sơn. Nay còn Ninh Sơn, Ninh Sơn. Ồ, đây là chiếc màu trắng nè. À, 155.
ABS đúng không? Không có ABS này, CBS à, màu trắng. Okay. Màu xám 150 nè, ABS. Trời, ta đang đi, coi đủ màu rồi, không thiếu ha, uổng quá. Đèn đít cũng khác luôn. Sâu 130, 131 mới vừa ra luôn mà đợi mấy tháng nay nữa. Chứng minh thì ông xác nhận cái quyền á, tôi đưa ảnh ở dưới rồi. Đưa phát đây 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 đây. Chứng minh, ủa thẻ từ á hả? Trời ơi, giờ mới biết. Ninh Tung, Ninh Sơn, thành phố Tây Ninh nè. Đúng rồi, đúng rồi. Có bản số trước đó, đi giấy tờ đi đường này được. Tây Ninh này có. Dạ ok. CBS. Nhìn quá đẹp luôn. Mặt đồng hồ quá mới, thay đổi hoàn toàn luôn. Có chữ H đằng trước, ghi ra làm hai phần nữa. Đáng giữ. Đúng công tắc cũng thay đổi. 125. Dạ, 125. Rosbacki 150. Dạ, nó mạnh hơn, còn cái này nó máy nó yếu. Đứt cũng thay đổi. Thế làm sao, có nghĩa là ví dụ về nó lấy xe về. Anh lấy xe về chừng nào mà dịch vụ đóng thuế xong nó yêu cầu mượn cái xe đang chạy xe lại đây. Nó mượn thì nó chạy về cái đó. Nó bấm số ngày hôm sau thì xe nó đã. Có nghĩa đi chung cũng được hoặc đi sao cũng được hả? Anh đi về đến càng tốt. Anh chạy về bên Linh nó bấm số. Đúng rồi. Ủa bấm số là mình đi bấm số hay là bên anh bấm? Nếu mà anh muốn đi thì anh về đi cho về chung, còn không lấy có số ta mượn xe đây, ta mượn xe của anh nó chạy về để nó bấm số rồi. Còn không 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 hẹn nhau gì đó ở dưới đó rồi, sao 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 bằng cách nào đó gặp nhau dưới đó thì càng khỏe nữa. Nhưng mà lấy số thì là trước Tết hả? Trước Tết. Bây giờ hôm nay là mấy ngày sau là có rồi. Có nghĩa từ ngày nay nếu mà lấy là 10 ngày sau là có bản số. Đúng rồi. Còn đi đường là em sẽ lấy giấy tờ xe đi đường này nọ ấy rồi. Nói chung là cái đi đường thì anh xử lý như nào thế, với ai đây chỗ biên nhận phụ hành này là bán xe anh thôi. Còn bên đây dịch vụ người ta chịu, còn nếu mà anh chạy về đến đó thì cái đóng thuế xong anh hẹn nó ra công an thành phố Tây Ninh đó. Thì là bên dịch vụ em nó ra đó là hai người ra đó thì bấm số luôn. Ở Tây Ninh làm bây giờ cái giá nó cũng như vậy luôn. Ủa mà sao cũng nói chung là nhiều cái đại lý khác nhau, nhưng mà con cái ví dụ như 130, ví dụ nãy bản số tỉnh thì nó cũng trừ đi mấy triệu. Đối với các dòng xe khác thì rẻ hơn 1 triệu vài triệu. À. Nhưng mà riêng dòng cái SH, SH Mod là không có tính từ tỉnh. Hồi nãy hỏi ông kia ông mua ở Ninh Thuận, ở Bình Thuận chứ. Bình Phát Tiến ông nói cũng xăng lâu rồi 150 mà bây giờ nó mới có. Hỏi nhiều nói 131 mà anh ở bên Bình Thuận anh nói còn có 125. Ở đây là nó tỉnh bằng giá hết. Nhưng mà được ưu đãi gì khác không? Cũng tặng đồ nó ví dụ mấy xe này nè, Vision nè, xe Ly, xe A3 thì rẻ hơn 1 triệu. Nhưng mà thành phố Tây Ninh thì nó cũng rẻ hơn, tại thành phố là tước bạ cũng 5% giống Hồ Chí Minh rồi, chỉ ở huyện thôi, còn cái này anh thuộc thành phố Tây Ninh rồi. À, thành phố. Thành phố là phí tước bạ cũng 5% rồi. Về giá là fix vậy luôn ha, không thay đổi được, ưu tiên được chút xíu nào ha. Không phải cả. Không không. Hết hàng. Không, cái này là Honda Việt Nam muốn nhập ra. À Honda Việt Nam. Honda Việt Nam hết nhập cái thằng này nè, cái con nè, Thái nè, CB nè. Nhập cái này, còn cái này là của Honda Việt Nam sản xuất.
Nhưng mà bây giờ hỏi là nó còn có cái màu nào nữa không, ngoài hồi nãy chị nói màu màu này với lại màu kia. Tại hôm bữa thấy ABS nè, 150i ABS luôn. Chiếc này luôn á hay trong kho nó còn? Chiếc này luôn. Mua mua chiếc này luôn hả? Anh chọn màu trắng với cái này luôn. Màu trắng là chiếc nào? Trắng là trong kho, có thằng này không phải là xe trưng bày. Cứ bán hết cái này xong đẩy cái khác lên thôi chứ đâu có trưng bày gì đâu. Chiếc nào đẩy trưng bày đó. Ủa sao màu đỏ mà nó hiếm như là kỳ. Trước em mua anh ở đây lúc 2018 tới em đi hỏi ở ngoài bên bên ngoài bà Chiểu mà cũng không có, qua Phát Tiến cũng có, tới đây còn chiếc anh dẫn em kho hồ đúng chiếc màu đỏ còn đây đó, đó nhưng hả? Tại vì người ta dặn lát người ta lấy rồi, nói chiếc màu đỏ đó, nó thích màu đỏ hả? Thì hỏi là để cho này nó đi nó lựa nè, nó chứ giờ tự nhiên nói có màu hình chữ chữ lấy luôn. Cái màu ăn thôi là mình coi thích màu nào trước là chọn sẵn thôi chứ. Ồ cái học này lớn á chứ. Này để được hai đống gói đổ xăng ở ngoài. À. Bây giờ không đổ xăng ở dưới yên xe nữa. À, bữa là đổ đây nè. À. Đổ ở đây. Cái ốp gì bên đây nó cũng không có luôn ha. Hai cái ốp bên đây nó bỏ luôn ha. Không được có cái học này quá đẹp. À. Hay quá. Đúng rồi, cái này khỏi cần mở yên, khỏi xuống yên, vô mở xong ấy luôn. Rồi có kết nối Bluetooth nè, qua điện thoại nè. À. Ví dụ mình đi mà ai gọi cho là mình nhìn mặt hồ hồ là biết ai gọi cho mình nè. Vậy nghe nhạc nghe ấy luôn trên đây luôn hả? Đó, đó. Nghe nhạc được luôn gì? Tích hợp không nghe. Không có nghe nhạc, nghe kết nối Bluetooth về điện thoại đâu. Có nghĩa là 150 là 131. Dạ đúng rồi. Còn 125. 103. Là ABS luôn đúng không? Đúng rồi. Chênh lệch là khoảng 27 triệu. Ồ, mấy chênh lệch 70 triệu luôn. Hả? Có chỉ yếu là 150 là chạy mạnh. Mạnh hơn, nó mạnh hơn mà ta khuyên là mua 150. Tại vì mua 125 như là máy nó yếu không?